Em xin chào đến tất cả các bác đã quay trở lại với xưởng gỗ Đồng Kỳ Giàn Rẻ chúng em. Thì ngày hôm nay thì em xin gửi tới cho mọi người một cái chiếc kệ TV sừng trâu, chất liệu là gỗ hương đá của bác ở ấp 7, xã Lê Minh Xuân ở thành phố Hồ Chí Minh đã đặt bên cơ sở nha em. Thì hôm nay em sẽ quay từ bọc thô để gửi sang cho chú xem. Đấy, và cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng đến cái sản phẩm kệ của chú. Nếu như quý khách hàng nào đang quan tâm và cũng muốn là đến xem trực tiếp ở nhà chú thì cứ tham khảo ở cái video này, hoặc là đến địa chỉ ở phía dưới, em sẽ để địa chỉ của chú ở phía dưới mọi người nhé. Đấy, thì tiến sâu vào cái bộ sản phẩm này thì quy cách của nó là đục tứ quý, kích thước là dài là 24, chiều rộng là 45 và chiều cao là 76. Đấy, hà 100% là gỗ hương đá từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài, cả mặt trước đến mặt sau mọi người nhé. Đấy, đục tứ quý tùng cúc trúc mai, rất là hài hòa luôn. Thì hiện tại thì em đang để mộc, thì những cái đường bẩn này là do là dẫm lên đấy mọi người ạ. Cạo lạo đi thì nó sẽ sạch sẽ, nhưng mà quay trở lại với cái chủ đề chính, mọi người nhìn Vân này, bên cơ sở nhà em tuyển chọn cho chú những cái cây gỗ hàng cực kỳ là già. Đấy, gỗ cực kỳ là già mọi người nhá. Đấy, cây gỗ rất là già luôn. Và khi mua sản phẩm bên sửa nhà em sẽ được bảo hành là 30 năm mới một công vênh. Đấy, hàng ván này siêu VIP luôn. Dùng cái con kệ này thì phải để đợi mọi người nhá. Đây, và nếu như ai đang có nhu cầu muốn sở hữu một cái kệ TV giống như chú thì cứ liên hệ em nghe qua số điện thoại ở phía dưới là số 0355990857. Đấy, và số này cũng là số Zalo, thì em sẽ gửi mẫu chi tiết cho mọi người. Đây, đang để mộc đây, và gỗ trần xì lõi mọi người nhé. Gỗ trần xì lõi. Đấy, mặt trước mặt sau đều là gỗ hương đá. Đó, thì nếu như khi xem video của em thì hay, đừng quên bấm cho em một lượt đăng ký kênh và lượt comment thật nhiều ý kiến ở phía dưới. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì kết thúc video, em xin chào và cảm ơn mọi người, và cũng như cảm ơn chú đã đặt bên cơ sở nhé em. Thì em xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người.